Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối, tức là 20 giờ của ngày mùng 3 tháng 5 năm 2022. Tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Chủ đề của clip ngày hôm nay đó chính là cái vụ phó công an phường đánh phụ nữ và đặc biệt là câu chuyện là công an đánh dân. Tại sao tôi lại kể cái câu chuyện này? Đó là bởi vì là tôi nhớ lại cái câu chuyện mà chúng tôi bàn thảo với nhau á, với một cậu an ninh, thì cách đây cũng không lâu đâu, chỉ tầm khoảng gần 2 tháng, khi một người bạn của tôi xuống Hà Nội và chúng tôi có trò chuyện với nhau. Trong đó thì cậu bạn đó có nói rằng là thực ra chúng tôi rất khổ, bọn tao khổ lắm, bởi vì mày biết không, đó, cứ hơi một tí ra cái rằng là bọn nó quay clip rồi bọn nó gào lên rồi bọn nó rằng là công an đánh dân, công an nọ kia vân vân, và mình mà cư xử mà không chuẩn, mà không đàng hoàng thì lập tức rằng là có một ngày tự dưng là mình trình hình cái mặt ở trên mạng xã hội và bao nhiêu người xông vào chửi rủa rồi nọ kia. Thế thì tôi trả lời đàng hoàng thế này: mẹ tao ủng hộ ngay. Các bác ạ, thông cảm nhé, tôi với mấy bạn tôi là toàn xưng hô tao mày thôi, thì tôi kể lại thế cho dân dã. Thế bảo tao ủng hộ luôn, có mấy cái thành phần này, xin xin phép mày là nói chung là chúng mày phải tá chết bọn nó luôn, bắt luôn. Tao thấy chúng mày quá hiền luôn. Có lần tao xem những cái clip mà mấy cái cậu trẻ trâu gọi rằng là đi trêu ngươi mấy anh công an cảnh sát giao thông, lượn về ra trêu rồi là kích động rồi là thậm chí rằng là chửi rồi quay clip suốt một quãng đường dài. À, thế rồi rằng là có những người mà chỉ động nhẹ một cái là họ lăn ra, họ gào lên rằng là bơ công an đánh dân, bớ lại nước ơi công an đánh dân, bớ lại nước ơi công an đánh dân, kiểu như thế. Chúng ta nhìn thì chúng ta nhìn nhiều chiều đúng không ạ? Thế rồi rằng là thậm chí có những người á, vừa vào đến công an phường một cái ra là giả vờ ngất, huyết áp rồi tăng vân vân và đòi lên viện kiểm tra. Có chứ, nhiều nữa là khác, nhiều lắm. Nên tôi ủng hộ rằng là cái việc mà thú thật tôi cũng rất là nhiều lần tôi nói, và không chỉ là mới bây giờ, và tôi ủng hộ rằng là với những cái phần tử như thế thì phải chấn áp ngay, phải chấn áp ngay, và các bác là như vậy. Mình nói đàng hoàng và mình công nhận như thế, phải chấn áp ngay lập tức. Thế nhưng mà tôi cũng chia sẻ thế này, nhưng mà chúng mày chấn áp phải có quy trình. Tôi rất hy vọng có một ngày pháp luật đưa ra một cái quy trình, hoặc rằng là thông tư hoặc là chính phủ của Bộ Công an đưa ra quy trình các trường hợp nào thì được chấn áp người dân, và nó phải đầy đủ cụ thể, phải xử lý ngay không thì gây hậu quả nghiêm trọng ngay. Ví dụ như là một cái cậu mà cầm hung khí mà mình không xông vào chấn áp ấy, mình không dùng vũ khí hàn nóng ấy, thì nó sẵn sàng là nó gây nguy hại đến người khác. Báo cáo với các bác rằng nó có nhiều vị công an ấy, có nhiều chiến sĩ công an được cấp súng hẳn hoi. Dắt đây này, cấp súng cấp đạn, nhưng mà không dám mang ra ngoài đâu. Và các bạn là thế. Rồi khi bắn á, là cứ phải bắn chỉ thiên thế này này, không có dám chỉ vào tội phạm mà tòm cho phát đâu, không dám. Bởi vì sau này ấy, chỉ cần một vài viên đạn đi đi ra khỏi nòng hoặc là mất ở đâu đấy thì giải trình phát ốm, và người ta cũng phải tính là trong trường hợp nào được rồi, là vân vân và mây mây nhiều lắm. Thế cho nên ấy, là tôi rất ủng hộ cái kiểu như là phương Tây. Anh làm gì cũng được, giao cho anh cái quyền để anh chấn áp tội phạm, nhưng anh phải công bằng và minh bạch. Chính vì anh không có sự công bằng và minh bạch cho nên người ta mới nghi ngờ. Cái chuyện công an đánh dân đó, có hay không? Có nhiều luôn. Việc gì cũng có nhiều. Rồi việc công an gọi rằng là bị một cái điều tiếng là đánh dân đó, mà cái chuyện oan uổng ấy, có nhiều không? Cũng nhiều luôn. Mấy phần tử chỉ giờ một cái là chấn áp, một cái rằng là y như rằng là xử lý. Và xin thưa với các bác rằng trong một vài cái trường hợp đó, là bên kia họ dùng cả gạch cả đá họ ném đến tát đầu của công an ra, mà công an vẫn không dám xông lên mà bắt bớ. Đó tôi cho rằng là cũng là một cái là kỷ luật là chưa nghiêm, xã hội chưa thật sự kỷ cương trật tự, cho nên rằng là công an là vẫn còn có thể nói rằng là nhân nhượng đối với người dân. Thế nhưng công an cũng phải nhìn lại đúng không ạ? Nếu bây giờ các bác tưởng tượng từ thế này, chúng ta có những cái bộ trang bị sẵn sàng là trang bị cho các chiến sĩ công an
những cái bộ gọi rằng là camera giám sát ở trước ngực, những bộ đàm giám sát ở trước ngực. Chỉ cần lúc đấy một động tác lên bấm vào đây khát cái, thế rằng là tự dưng là tất cả mọi thứ quay clip giọng nói đàng hoàng, và lúc đấy nó có quy trình, đúng không ạ? Chúng tôi vừa phát hiện ra một trường hợp, ví dụ này nhé, tôi bấm một phát, bấm phát cái này thì tự dưng thứ nhất là camera ghi hình tự động bật ghi hình, ghi âm tự động bật ghi và bộ đàm tự động kết nối với chỉ huy. Thì xin bấm phát này, bấm báo cáo đồng chí chỉ huy, chúng tôi trên đường tuần tra thì đã phát hiện ra một nhóm có thể nói rằng là rất là nguy hiểm, có cầm theo hung khí, và chúng tôi xin phép chúng tôi sẽ đi chấn áp tụi này, mời về làm việc, và nếu như có trường hợp nào đó xảy ra thì chúng tôi sẽ có quyền sử dụng vũ khí nóng, và tiếp tục phóng ra đuổi theo. Chị mời các đồng chí, mời các anh chị em ra vào lề đường để chúng tôi kiểm tra theo chuyên đề. Đó. Thế là anh chị kia bắt đầu không nghe, yoga lên phóng lượn lách vào này. Thế là mình mới đuổi theo. Thế là đuổi theo mới gọi rằng là sắp làm một cái thì bọn nó rút vũ khí ra và nó xông tới. Thế thì lúc này là dùng súng ra pom 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 mấy phát. Xin bảo nếu các anh có xông tới chúng tôi bắn ngay. Trước đó một cột câu đoạn này, trước đó các anh có xông tới là chúng tôi xử lý vũ khí nóng. Bọn kia vẫn xông tới pom 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 pom, bắn vào chân gục sạch đó. Thế lúc này là bắt đầu rằng là lập tức rằng là một số diễn đàn hay là một gì đấy người ta có một đưa thông tin lên rằng là công an vừa rồi đã xử lý vũ khí nóng để chấn áp người dân, đây là một trường hợp không thể chấp nhận được. Thế thì công an lúc này đưa một cái clip đó lên mạng, chúng tôi đã làm theo quy trình và họ đã chống đối người thi hành công vụ theo chuyên đề chúng tôi được câu này vân vân và mê mê đó, ABC chuyên đề này. Và trong quãng đường chúng tôi đi tuần tra, chúng tôi đã phát hiện ra một số đối tượng nguy hiểm, gọi rằng là nghi ngờ nguy hiểm. Chúng tôi yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra thì các đối tượng đã chống đối, và cái việc mà dùng vũ khí để mà xông vào chúng tôi thì chúng tôi được phép dùng vũ khí ở trong cái trường hợp đối hội này, có clip kèm theo, đúng không? Chúng ta quy định một cái bộ quy trình như thế, văn minh giám sát như thế. Chứ bây giờ báo cáo với các bác rằng là có những cái trường hợp tội phạm nó cũng làm như vậy, nhưng chúng ta không có ghi hình, không có ghi âm, thế thì chúng ta lấy cái gì ra để chứng minh? Đó. Lúc này cũng oan tài đình, đúng không? Một vài cái trường hợp lên vắt cái là người ta sẽ bảo rằng là công an dùng thế nọ, công an dùng thế kia để trấn áp người dân, thì lúc này là cũng gọi là oan thị mầu, đúng không ạ? Oan thị mầu, và không làm thế nào để mà giải thích được. Cho nên ấy, tôi cho rằng cái tư tưởng là cái tư tưởng gọi rằng là chúng ta phải cố gắng để mà minh bạch hóa. Cái tư tưởng minh bạch là tư tưởng tốt nhất. Tôi chỉ sợ rằng là những người không muốn minh bạch ấy, là bởi vì họ muốn như là các anh công an phường kia, cứ thích xông đến nhà người ta không có cái gì cả, bù buộc cái thế là thôi, đúng không? Chúng ta phải hiểu cái tư tưởng minh bạch, làm thế nào để minh bạch nhất có thể, và làm thế nào để rằng là hạn chế tất cả những cái trường hợp rủi ro xảy đến với mình. Công an phường cũng lắp camera ở trong mấy cái phần thẩm vấn, ghi âm hàng ngày luôn, ghi âm bây giờ ghi âm ghi hình hàng ngày luôn, tự động ghi âm mọi người sinh hoạt trong công an phường thế nào, có người đến như thế nào, bấm một nút phát cái là tự động ghi chuyển dữ liệu về trung ương hoặc là chuyển dữ liệu sang viện kiểm sát để họ kiểm tra, vân vân, tất cả đều real time, lúc nào cũng gọi là tức thời luôn. Và lúc này là hỏi nói chuyện vân vân, tất cả mọi thứ đều được ghi lại. Mọi câu chuyện đơn giản thế mà, có gì đâu, có gì đâu ạ, đúng không ạ? Đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là minh bạch sẽ bảo vệ ngay chính cả những chiến sĩ công an. Và họ lúc này họ có thêm nhiều quyền lực và họ có thể chấn áp được tội phạm. Chứ nhiều người nói dân thì thôi, nhưng mà nhiều người cũng kinh lắm, báo cáo với các bác, toàn những anh xăm trổ các thứ nữa, ghê gớm. Và khi mà mình có được cái trang bị ấy, thì báo cáo với các bác là trang bị vũ khí hoặc là công cụ hỗ trợ ấy, thì lúc này là mình ngon hơn những bên kia nhiều. Bây giờ nhá, ví dụ nha, tại sao tôi nói rằng là vượt đèn đỏ chẳng hạn. Vượt đèn đỏ là chúng ta hoặc công an rất ít và ngại bắt những cái người mà xăm trổ rồi là đại ca kiểu kia, đúng không? Bởi vì vớ vẩn là mình bắt nó lại cái nó lừ mắt vắt cũng kinh. Thế nhưng trong túi mình mà có hàng nóng nhá,
báo cáo với các bác nhé, có hàng nóng nhé, là mình không sợ đâu. Đó, mình đang hoàn bảo thôi, mời anh vào bên này, có xe bồ câu đến, mời vào chỗ này, anh có hợp tác không? Anh không hợp tác đúng không? Anh sấn sổ lên đúng không? Xịt điện cho một phát, đó, bắn sóng điện, chụp phát tê liệt luôn, bắt lại, gói lại, theo quy định anh phải để tay ở trên, gọi là trên xe, đó, quy định ví dụ tất cả cái khi mà công an nó vào, chỉ vào, thì ô tô là phải để tay hai tay trên vô lăng, nghiêm túc, hạ kính và xác định rằng để hai tay trên vô lăng, đấy là để ta nhìn. Còn xe máy khi đã dừng thì bạn chìa khóa và để hai tay buông ra khỏi tay lái. Đó. Khi dừng xuống cái quy định rằng là các người kia mà phải bỏ tay ở trên tay lái. Anh mà vẫn giữ tay ở trên tay lái phát cái là tôi xử lý ngay. Thế là mình quy định và phổ biến toàn dân là phải biết những quy định như thế. Rằng khi công an đã bảo dừng thì anh phải như thế nào. Còn nếu mà không dừng, người ta dùng công cụ hỗ trợ thì đừng có mà kêu. Ví dụ bây giờ công an dừng chẳng hạn, mà hai tay ví dụ như là không được để trên vô lăng của cả ô tô xe máy, phải rời khỏi tay vô lăng như thế này đúng không? Đó, xe máy cũng thế, rời khỏi tay này để mọi người nhìn thấy rằng là mình không có tác động gì, không có vũ khí, đó là trách nhiệm của mình mà. Cho nên gốc lõi lại, tôi thấy các bác thấy đúng không? Với tôi ấy, thì cứ công khai minh bạch đàng hoàng, cứ công khai minh bạch đàng hoàng thì lẽ phải thuộc về chúng ta. Bởi vì chúng ta làm theo lẽ phải, đúng cả lý, đúng cả tình. Chả có cái gì khó cả. Nhưng mà tại sao lại không muốn minh bạch? Tại sao lại không muốn minh bạch? Báo cáo các bác là thế. Ngay cả cái việc mà lấy lời khai cũng thế. Có phải rằng là ấy đâu. Tôi nhìn khi nhiều khi tôi nhìn các anh em an ninh, người ta ghi lời khai ấy, báo cáo với các bạn rằng là xem người ta ghi đến mấy trang giấy, toàn chữ viết tay. Tôi mới có bảo rằng, tôi bảo với họ rằng này, tại sao mà không mở cái laptop ra, thứ nhất gõ cho nhanh, cái thứ hai nữa rằng là đây là gõ về biên bản giấy cho tôi ký lại phát cái, hoặc là ai ký vào phát cái là xong đúng không? Thế rồi rằng là hoặc là ghi âm ghi hình lại, coi cái đó là một cái bình thường, sau xuất cái file ra thế là xong. Bây giờ người ta biến cái tiếng nói của mình thành cái chữ viết ấy, gọi là speech to text ấy, là cái chuyện rất bình thường, công nghệ đã làm được, thế thôi, có gì đâu. Thế mà tại sao không làm, không ứng dụng công nghệ trong việc này? Rồi là các bác thấy rằng công an phường hay trại giam họ có nhiều camera hay không, có nhiều camera hay giám sát hay không? Đó, đây là một cái điểm rất kỳ lạ mà tôi đang thấy rằng là có lẽ ngành công an cũng xem xét xem là ứng dụng công nghệ trong ngành của mình là như thế nào để bảo đảm cái sự an toàn cho các chiến sĩ của chính mình, đúng không? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành. Này các bác, anh các chị đóng góp cho, tuy nói ngắn thôi như nói tôi nói ban đầu nhưng đều rất quý. Biết là đấy, dân đang mong thế này thế này, dân đang muốn thế này này, dân được giám sát cả những cái hoạt động của đảng, của chính phủ, của quốc hội, của cả hệ thống chính trị. Và nếu làm đúng thì dân ủng hộ, nếu làm sai thì có những cái gì là góp ý kiến. Còn nếu làm hư hỏng thì dân phải phản đối để mà xử lý những anh làm sai, làm hỏng. Quan nhất thời dân mới là vạn đại. Các cụ nói rồi, tất cả phải vì dân. Mà nói thật lòng, nói nhiều lần là đừng có hô khẩu hiệu, nói thế nhưng không phải làm thế. Vì dân thì đôi khi vì rồi đi về lại làm chỉ vì mình thôi, vì gia đình nhà mình thôi. Thế thì hỏng. Cũng mong các bác các đồng chí tiếp tục giám sát, theo dõi, góp ý kiến, phản ánh kịp thời như thời gian vừa qua để chúng ta giữ gìn cái cơ đồ này. Cảm ơn sự ghi nhận, tin tưởng, ủng hộ của cử tri về kết quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua. Một lần nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân là một trong những nguyên nhân dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nên tới đây, cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực sẽ còn đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, lợi ích nhóm. Lần này Hội nghị Trung ương muốn quyết định là không phải chỉ chống tham nhũng, mà là chống tiêu cực. Mà tiêu cực thì nó rộng lắm, nhiều thứ. Vì tập trung vào là chống sự suy thoái về tư tưởng mà hỏng thì vứt hết.
suy thoái về đạo đức không còn thì làm sao làm việc được. Giờ là hơi một tí là lên cái mặt làm quan cách mạng như bác nói, rồi xa dân, kiêu ngạo, hư hỏng thì dân ai chịu. Cho nên phải tiếp tục những cái việc này đều những việc rất lớn cả, cùng với việc xây dựng quốc hội của chúng ta thật sự là quốc hội của dân, do dân, vì dân, nhưng mà dưới sự lãnh đạo của đảng. Và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhưng mà đúng như các bác nói, không chủ quan được đâu. Có khi những anh nó còn chờ thời, lúc nào đấy thì ông ấy lại chờ cờ, ông làm thế nào thế kia, nhưng mà chắc không làm được. Nếu như quốc hội có luật pháp nghiêm minh, chúng ta xử lý nghiêm, công minh, chính trực, vì lợi ích của dân thì ta chả ngại gì cả. Và đảng sẽ hết lòng, hết sức vì dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn những ý kiến tâm huyết của các cử tri thể hiện trách nhiệm đối với đất nước, với quốc hội. Những ý kiến này sẽ được tiếp thu và thể hiện trong kỳ họp thứ 2 quốc hội, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Phê phán tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Thứ nhất là quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư đến trí tuệ. Phải nói thẳng với nhau đi, các đồng chí nghe cả rồi đấy, lẩn tránh làm gì. Nó là cái gì? Nghe mà vô cảm, nghe mà không giật mình. Tại sao trong này người ta lại nói rằng là vô cảm trước những cái dân dư luận, những cái đau khổ của dân? Nói đến cái mức là thôi, người ta bây giờ tê liệt cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Toàn ngôn ngữ đời thường người ta nói đầy ở ngoài đường, ngoài. Thế mình có suy nghĩ cho mình là những người cộng sản, học tập làm gương tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phong cách thì quan liêu, quan giả. Rất nhiều lần tôi đi cơ sở tôi vẫn nói với anh em cán bộ xã, ra thăm đồng, dân thì trồng nông đang cấy ở bên dưới, mặc con lê đi giày có người chê ô chứ. Cái Bác Hồ làm thế mà cứ hô khẩu hiệu là học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Một cái việc là đòi phải đổi mới phong cách đi, xuống gần với dân đi, cứ nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về thăm làm việc. Dân phải biết nghe dân, người ta không phải nói cái chuyện nó tốn kém ở cái phong cách. Đồng chí tỉnh xuống huyện cũng thế. Hôm nào tôi phải nói một vài đồng chí nhiệt liệt chào mừng đồng chí về để chúc Tết anh em. Có phải không ạ? Cái đó có phải là phong cách không? Học Bác Hồ thì học luôn đi chứ, cơ chế gì, tốn tiền tốn của gì. Mà hiện nay ở dưới tỉnh một số nơi vẫn có. Tổng Bí thư khẳng định rõ, việc thực hiện nghị quyết là không có tính nhiệm kỳ và phải được xác định rõ lộ trình thực hiện. Bàn về cách làm, Tổng Bí thư kêu gọi mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên ở từng cương vị, chức trách của mình hãy tự giác kiểm điểm lại mình, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh để góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đảng cách mạng chân chính. Cách làm thứ nhất, không chờ phải mở hội nghị, không chờ cơ chế chính sách, chả chờ hướng dẫn gì. Từng đồng chí bây giờ xem lại mình luôn đi. Đấy, cách làm thứ nhất. Chờ gì nữa? Cứ mang nhau ra kiểm điểm mới hay. Nếu qua hội nghị này rồi mai kia các đồng chí quán triệt bên dưới, tất cả đồng tình, từng đồng chí tự kiểm điểm mình luôn. Ở đấy trên những điểm này mình thử soi mình xem. Đơn vị mình xem. Gia đình mình xem. Con cái mình xem. Điều chỉnh được ngay thôi, thế là tốt nhất. Kêu gọi lòng tự giác. Còn chờ để đến khi đưa ra rồi để xử lý kỷ luật thì thưa các đồng chí đấy là hạ sách. Chờ phải pháp luật xử lý là hạ sách. Pháp luật là tối thượng, nhưng mà nhân văn mới là quan trọng. Pháp trị nhưng phải có đức trị. Người ta Á Đông ra thế. Thế Bác Hồ ngày xưa thì có bao nhiêu luật, mà một tấm gương của Bác thôi, một động tác, một việc làm của Bác thôi, nó có sức mạnh biết bao nhiêu, nó thiêng liêng biết bao nhiêu,
có chiều sâu xa có bao nhiêu mà người ta vô cùng kính trọng, bền vững. Luật pháp có khi còn đẻ số ra, mai kia còn hậu cái luật pháp còn thù oán nhau còn mãi. Nói là pháp lý nhưng mà phải đạo lý nữa. Cái này luật pháp không cấm tôi được làm, như có cái pháp luật không cấm nhưng mà đạo đức không cho phép làm, đạo lý dân tộc không cho phép làm, thì cái nào thiêng liêng hơn, cái nào sâu xa bền vững hơn, cái nào niềm tin vững chắc hơn. Cho nên tôi vẫn cứ nói đi nói lại, chẳng chờ phải gì cả, ngay bây giờ chúng ta tự điều chỉnh lại mình đi. Có chạy trọt gì không? Quả cáp yếu xén với gặp ý gì? Có tư túi lợi ích nhóm không? Có cục bộ không? Có trung thành với đảng, có thật lòng trong...